Khi đóng Ngày Mai Trời Lại Sáng, nhân vật Tú Xảo của Trần Tú Văn nhận được cảm tình của khán giả, giúp cô nhận được giải diễn viên xuất sắc của đài ATV. Không ai dám nghĩ nữ minh tinh nổi tiếng một thời đã từng sống những ngày cực khổ ở trong xóm trọ nghèo của Hồng Kông. Dạo trước, hình ảnh của cô đã khiến người hâm mộ không khỏi sửng sốt vì không còn nhận ra được nữ diễn viên xinh đẹp ngày nào. Hôm nay hãy cùng iFlash Profile tìm hiểu về cuộc đời của Trần Tú Văn. Máy đút tiền cho chồng. Khi sự nghiệp đang trên đà đi lên, Trần Tú Văn bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Lâm Quốc Hùng vào năm 1983. Họ trở thành cặp đôi kim đồng ngọc nữ trong mắt người hâm mộ lúc bấy giờ. Nhưng không ngờ cuộc hôn nhân kéo dài 28 năm này lại gây ra cho cô những nỗi buồn khó phai. Kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1962 dừng vắng bóng khỏi showbiz, chuyên tâm vào việc chăm sóc gia đình. Nhưng có tin đồn nói rằng sau khi kết hôn, chồng cô thường chia tay xin tiền vợ, thậm chí bỏ bê vợ, thường xuyên tìm đến Phật pháp và kết giao với những người được cho là cao nhân để gửi gắm niềm tin sau khi liên tục thất bại trong kinh doanh. May thay, khi Trần Tú Văn mang thai vào năm 1987, Lâm Quốc Hùng mới từ bỏ ý định đi tu, quyết định tham gia kinh doanh bất động sản và vay mượn vợ một khoản tiền để khởi nghiệp. Sau khi sinh con, nữ diễn viên trở lại showbiz và nhận được sự yêu mến của khán giả, đồng thời đoạt được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Trong khi đó, chồng cô thường xuyên gặp thất bại trong kinh doanh, không những thua lỗ và mất sạch vốn đầu tư ban đầu mà còn rơi vào cảnh nợ nần, thậm chí bị lừa tiền. Nguyên nhân là do có người bạn Phật tử nói muốn mở trường Phật học. Lâm Quốc Hùng liền cho mượn 10 triệu đô la Hồng Kông, gần 1,3 triệu USD, nhưng cuối cùng người bạn này đã ôm tiền cao chạy xa bay. Kết hôn với nam diễn viên Lâm Quốc Hùng là quyết định sai lầm lớn nhất của Trần Tú Văn và là nguyên nhân sâu xa của tưởng bi kịch mà nữ diễn viên phải gánh chịu sau này. Hối hận vì ly hôn quá muộn. Từ năm 2000, hôn nhân của Trần Tú Văn và Lâm Quốc Hùng bắt đầu bị ảnh hưởng lớn. Nguyên nhân là do Lâm Quốc Hùng tiếp tục kinh doanh nhưng ngày càng thất bại và thua lỗ nặng, nữ diễn viên phải nai lưng trả nợ cho chồng. Không những vậy, cô còn phải đối mặt với việc mẹ cô bị ung thư và qua đời. Giữa lúc nợ nần chồng chất, Lâm Quốc Hùng đã bỏ trốn đùn đẩy mọi món nợ cho vợ, thậm chí trên nhiều màn hình lớn tại Hồng Kông vào năm 2008, còn đăng nội dung yêu cầu Trần Tú Văn trả nợ. Do lúc trước Lâm Quốc Hùng lấy danh nghĩa của cô để mượn nợ, Trần Tú Văn đem toàn bộ số tiền kiếm được tại ATV để trả nợ cho chồng, xong chỉ như muối bỏ bể. Theo một số nguồn tin, Lâm Quốc Hùng đã nợ hàng chục triệu Hồng Kông đô la. Những người thân và bạn bè của Trần Tú Văn từng khuyên cô rời xa người chồng bội bạc khi Lâm Quốc Hùng bỏ trốn, mặc cho nữ diễn viên trả nợ một mình. Lúc này Trần Tú Văn quay trở lại đóng phim để kiếm tiền nuôi con, nhưng chỉ nhận được một số vai phụ vì không còn danh tiếng như trước, nên cô còn phải làm thêm những công việc bên ngoài để kiếm thêm tiền trả những món nợ cô vay trước đó, để trả những món nợ do người chồng tệ bạc để lại. Năm 2011, nữ diễn viên ly hôn với chồng, kết thúc cuộc hôn nhân 28 năm. Trần Tú Văn hối hận chia sẻ: "Đáng ra tôi nên ly hôn sớm hơn, nhưng tôi đã không làm thế." Sau khi ly hôn, nữ diễn viên một mình nuôi con. Quả thật là nên chia tay sớm. Có thể thấy chồng của nữ diễn viên có tính gia trưởng khi nhiều lần cố chấp làm theo ý mình, khiến gia đình phải mất tiền. Thậm chí lúc nữ diễn viên vừa mới mất mẹ, anh còn đùn đẩy hết mọi nợ nần cho vợ mà bỏ trốn, khiến nữ diễn viên phải vất vả làm lụng trả nợ trong nhiều năm. Sự nghiệp huy hoàng trước khi lui về ở ẩn. Trần Tú Văn sinh năm 1962, cô chính thức gia nhập showbiz vào năm 17 tuổi, sau khi hoàn thành khóa đào tạo diễn xuất của đài ATV vào năm 1979. Tính đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã bỏ túi một gia tài phim đồ sộ. Được biết, chỉ sau 3 năm tham gia diễn xuất, Trần Tú Văn đã có mặt trong 10 bộ phim. Tên tuổi của cô lên như diều gặp gió phủ sóng trên nhiều mặt báo. Sau các bộ phim như Phù Sinh Lục Kiếm, Thái Cực Trương Tam Phong 2, đa số các phim đều đạt mức rating cao và nổi danh khắp châu Á. Đến những năm 1990, Trần Tú Văn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những bộ phim như Duyên Nợ Tình Xa, Hồ Sơ Công Lý, Thiên Trường Địa Cũ, Ngày Mai Trời Lại Sáng và Mọc Với Anh. Với khán giả Việt Nam, vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Tú Xảo trong bộ phim truyền hình nhiều tập Ngày Mai Trời Lại Sáng vào năm 1990. Vai diễn này đã mang đến cho cô giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả xem truyền hình và cũng giúp Trần Tú Văn trở thành mỹ nhân đắt giá nhất Hồng Kông, được rất nhiều người săn đón. Không chỉ đóng phim giỏi, Trần Tú Văn còn được biết đến là một ca sĩ có giọng hát trời phú và thành công.
Nữ diễn viên Trần Tú Văn đúng là một người đẹp đa tài. Những năm tháng hoàng kim đó cô được ví ngang hàng với những hoa đán của nhà đài TVB. Đúng là đáng tiếc cho sự nghiệp của cô khi nữ diễn viên lại chọn lựa bỏ lại ánh hào quang để về nhà làm bà nội trợ chăm lo cho gia đình. Nhà điều chế tinh dầu. Trần Tú Văn nghiên cứu tinh dầu hơn 10 năm qua, học bài bản về phương pháp điều chế công dụng của từng loại thảo dược. Cô cho biết ban đầu chỉ điều chế vì đam mê, dần dần nhiều người quen hỏi mua, Trần Tú Văn bắt đầu mở rộng kinh doanh. Diễn viên từng nói yêu thích cả hai việc đóng phim và trị liệu bằng mùi hương, nhưng ngoại hình không còn như trước, cơ hội diễn xuất ít hơn, cô cũng không gặp được các kịch bản như mong muốn. Trần Tú Văn chỉ đóng phim khi gặp được nhân vật hay. Tác phẩm gần nhất cô tham gia là Limited Education của Viu TV năm 2019. Đời thường, Trần Tú Văn thường đi bộ, leo núi, luyện đàn piano và trồng hoa. Thi thoảng, diễn viên tụ tập bạn bè từng làm ở đài TVB như Mã Cảnh Đào, Âu Dương Chứng Hoa và Đặng Tụy Văn. Trần Tú Văn sống độc thân 13 năm qua sau khi ly dị nam diễn viên Lâm Quốc Hùng. Con trai cô năm nay đã 36 tuổi và có sự nghiệp riêng. Sau nhiều năm làm việc vất vả để trả nợ thì rốt cuộc ở tuổi U60, cuối cùng nữ diễn viên đã được làm những điều mình thích. Giờ đây cuộc sống đời thường của Trần Tú Văn khá là nhàn hạ. Cô có thể tận hưởng cuộc sống với những sở thích riêng của mình. Và đây chính là cuộc đời của Mộc Quế Anh, nữ diễn viên Trần Tú Văn. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của nữ diễn viên? Hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nhé. Nếu thích video này thì hãy để lại một like và một subscribe nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.